Thưa quý khán giả, năm 2014, tuyến đường Tránh Biên Hòa được đưa vào sử dụng với tên gọi là đường Võ Nguyên Giáp. Con đường có chiều dài hơn 10 km này được kỳ vọng là tuyến đường kiểu mẫu của thành phố Biên Hòa, nhưng bất thành do lưu lượng xe tải ben quá lớn từ mỏ đá Tân Cang đi qua làm hư đường. Tuy nhiên, điều đáng mừng là hiện nay nhà đầu tư tuyến đường này là công ty Cường Thuận Idico đang nỗ lực để dần tạo lập lại một tuyến đường kiểu mẫu như kỳ vọng ban đầu. Nếu như cách đây một năm, khu ngã tư giao giữa đường Võ Nguyên Giáp và Chu Mạnh Trinh này có khá nhiều ổ voi, ổ gà rất lớn, thì nay đã được thảm bê tông sạch đẹp như thế này. Theo nhà đầu tư tuyến đường, công ty Cường Thuận Idico, để có mặt đường êm thuận như thế này thì họ phải đầu tư thêm hàng tỷ đồng. Hiện tại lượng xe tải ben qua đây dù đã giảm, nhưng cũng còn khá nhiều. Điều này khiến chủ đầu tư gặp không ít khó khăn trong công tác duy tu bảo dưỡng ở khu vực này. Chúng tôi đi dọn vệ sinh như này là chúng tôi vất vả nhất cái đoạn nút giao Võ Nguyên Giáp với Chu Bình Trinh ấy. Xe ô tô chở đất chở cát ra là chúng tôi dọn rất là vất vả. Buổi sớm thì chúng tôi dọn một đến buổi chiều chúng tôi ra lại xe lại chở rơi đầy cát ra ngoài, rơi đầy đất đầy đá ra, chúng tôi rất là vất vả. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp có một đoạn kết nối gần với lại mỏ đá Tân Cang, là cũng là cái lưu lượng xe từ ra vào các mỏ đá cũng rất nhiều. Do đó là các vật dụng như là đá rồi cát rơi vãi trên tuyến đường này tương đối lớn. Do đó là cái đó cũng là một cái khó khăn cho công ty. Tuy nhiên là công ty cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể duy tu bảo dưỡng thường xuyên, dọn dẹp thường xuyên để không ảnh hưởng tới bụi bặm cho người dân hai bên tuyến, cũng như là cái người lưu thông không bị cản trở tầm nhìn để người ta có thể lưu thông an toàn. Không những tập trung công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên mà công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cũng được chủ đầu tư chú trọng. Hiện tại nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn chỉnh việc điều chỉnh nút giao Võ Nguyên Giáp quốc lộ 1A. Lý do là nút giao này thường xuyên dồn mũi phương tiện giao thông. Dự kiến sau khi điều chỉnh xong khu vực này, các phương tiện giao thông qua đây sẽ thông thoáng hơn nhờ cả hai hướng ra vào đường Võ Nguyên Giáp đều tăng thêm một làn xe. Phần đầu đường Võ Nguyên Giáp đấu nối với đường quốc lộ 1 á, thì cái phần đảo là của bên theo thiết kế của Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam á, và thứ hai Sở Giao thông Vận tải, và thứ ba là có Cục 4 thì đã đồng ý và chấp thuận là mình thu đảo vào theo thiết kế. Đang thực hiện là thu các phần đảo vào đúng theo thiết kế của Cục Đường bộ Việt Nam thiết kế. Theo tính toán của chủ đầu tư đường Võ Nguyên Giáp, trong năm 2018, nhà đầu tư này đã phải bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để phục vụ cho công tác duy tu, bảo dưỡng đường. Tuy nhiên kinh phí được Tổng cục Đường bộ duyệt chỉ 6 tỷ đồng.